Với ai cũng vậy, gia đình là nơi mà mọi bão giông dừng lại ngoài cánh cửa, nơi chỉ có yêu thương, sẻ chia và thấu hiểu. Trong quân đội cũng có những gia đình quân nhân mà hai vợ chồng cùng công tác và đóng góp cho quân đội. Như mái ấm của vợ chồng thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Ngô Anh Tuấn và thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Hà, thì hai chữ gia đình càng trở nên đặc biệt hơn nữa. Vì anh chị vừa là bạn đời, vừa là đồng đội trong đội tuyển bắn súng của đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng quân đội. Gần 20 năm gắn bó, anh chị không chỉ xây dựng gia đình nhỏ ngày càng hạnh phúc, mà thành tích của cả hai cũng ngày càng được nâng cao. Tôi vào đây là một người con gái mới học cấp 3 xong, mới vào đây là dự tuyển. Trong vòng 3 tháng đầu thì là tôi có gặp nhà tôi và anh cho tôi tập luyện. Nên là tôi đã tập luyện cùng anh trên cùng một thao trường trong vòng 2 năm. Ở cùng một đội, ở cùng tập một bãi, lại cùng một huấn luyện viên. Thế là cái lúc đấy là hai đội thì tập cùng. Ấn tượng đầu tiên là thấy bây giờ là bà xã là vận động viên đội nữ mà bắn mới vào nhưng bắn tương đối tốt. Ở gần nhau trong vòng độ gần 2 năm thì là có cảm tình dần thì xong rồi đến với nhau. Và đó là mở đầu đầy nắng gió với thật nhiều kỷ niệm cho câu chuyện tình yêu hiếm có của cặp vợ chồng xạ thủ này. Gần 20 năm là đồng đội, cùng chinh phục những tấm huy chương. 15 năm chung đôi dưới một mái nhà, những kỷ niệm đôi lứa lại gắn liền với thao trường đổ lửa. Những vất vả trong các buổi tập dưới cái nắng gay gắt hay cơn mưa bất chợt mùa hè, rồi những câu chuyện sẻ chia xoay quanh đường ngắm, tay cò dường như trở thành chất xúc tác, giúp họ thấu hiểu và gần gũi nhau hơn. Nhờ vậy, những khoảnh khắc chiến thắng vinh quang lại càng trở nên ý nghĩa hơn. Xạ thủ Phạm Thị Hà thi đấu ở kỳ AAM đầu tiên năm 2015 đã từng giành 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và trên 10 huy chương đồng. Thấu hiểu những gian khổ, thử thách trong việc huấn luyện, họ âm thầm vun vén việc nhà, hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ. Hạnh phúc vì thế càng thêm đong đầy với sự đồng cảm sâu sắc. Vận động viên nữ đấy thì họ rất chi là vất vả. Thế là mình thì cũng trên cương vị là người chồng thì cũng chỉ biết chia sẻ, ví dụ như khi về nhà là nữ thì chị em nó về nó vất vả hơn rồi, nó cũng mệt và mình chủ động ví dụ như chia sẻ công việc nhà. Đối với một gia đình tuyển thủ, nguồn động viên lớn nhất chính là những người đồng đội nhỏ. Các con vừa là động lực, vừa là chất keo đặc biệt để gắn kết gia đình. Con cảm nhận công việc bố mẹ thì công việc bố mẹ là công việc cũng nặng nhọc. Tại vì bố mẹ con thì ngày mưa hay ngày nắng phải là hai bố mẹ cháu đi vắng thì ở nhà thì con phải tự động để bố mẹ đỡ phải vất vả để làm những việc cá nhân của bọn con. Nên là các con cũng rất là nỗ lực và tự lập trong mọi công việc của bản thân. Cháu cũng biết làm mọi việc cá nhân, nên là vợ chồng đi xa nhà thì cũng không lo lắng lắm.